Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hình như là các bạn rất là thích cái vụ mà mình giúp fan đập hộp mấy ngàn lá phong đúng không? Tại vì dạo này mình rất là hên rồi. Trời ơi, các bạn tay may mắn mà. Thì ngày hôm nay lại tiếp tục là có một bạn nhờ mình đập lá phong. Tới công chuyện rồi các bạn ơi, có chuyện để làm rồi. Bạn nhờ một người hên xui lẫn lộn như này đập lá phong là hiểu rồi đó. Và số lượng lá phong ngày hôm nay mình đập là tới 3.400 lá phong các bạn. Gấp 3 lần số lá phong mà ở clip trước mình đập luôn. Và có lẽ là clip đập này sẽ dài gần 1 tiếng đồng hồ á mọi người. Nghe xong là muốn liệm luôn rồi đó. Ok, bây giờ mình đã vào thành công cái ặc của bạn đó rồi. Dưới hình hài của một chú khỉ rất là dễ thương. Và tiếp theo thì mình sẽ mở hộp nha mọi người. Yêu cầu của bạn đặt ra đó chính là chỉ cần mở 20 cây màu cam cam. Cái cây màu cam cam phía sau lưng mình nè. Đó, chỉ cần mở 20 cái cây đó thôi là hoàn thành nha mọi người. Nếu mà không hoàn thành là sẽ bị phạt đó, trời ơi. SOS, cứu tôi. Đây là 3.400 lá phong, tức là mình sẽ mở được 340 cái hộp. Nói thiệt luôn là cái cây nhiều lúc nó còn khó hơn chiếc xe nữa các bạn. Áp lực ghê á. Ta nói hả, mở hộp lá phong mà còn áp lực hơn là mở hộp iPhone 14 đó các bạn. Đó, bây giờ là mình sẽ bắt đầu mở nha. Mình lên đây mở cho nó hên. Rồi em sáng nhất đêm nay. Ok la. 3.400 lá phong là bạn đó bắt tay không vô là mấy ngày rồi đó các bạn. Hộp đầu tiên. Ba la. Chồng sách hả. Hộp thứ hai luôn, mình sẽ đẩy nhanh tiến độ. Ui ui ui, một cái cây rồi. Yeah. Trời ơi, mới vô một cái cây rồi. Phải đạt chỉ tiêu 20 cái cây lần các bạn. Một cái cây rồi nha. Tiếp theo. Lại là chuồng nuôi xanh lá. Mình ghét mấy cái chuồng này ghê luôn á. Toàn ra cái chuồng thôi. Lại nữa cơ. Sợ, mình chỉ sợ là kiểu game biết mình nó là nhiều lá phong quá các bạn. Cho nên là mình mở liên tục như thế này. Nhiều lúc là kiểu nó không có ra luôn á. Hơi gạch đá, gạch đá. Mở hết cái đống này chắc sắc mặt luôn á các bạn ơi. Để mình mở xương xương vài hộp đầu tiên xem có hên hay không nha. Ủa sao còn toàn gạch không vậy nè. À đù, dài hết một đôi dài nữa mọi người. Trời ơi, mới vô một đôi dài nữa nha. Và các bạn cùng đếm với mình xem là mình mở bao nhiêu cây. Để xem là có đủ 20 cây theo đúng yêu cầu của bạn đó hay không nha. Just space, calling us to fly away.
journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away.
Quá trời, cái gì mà su dữ vậy trời. Nãy giờ mình mở chắc quá trời quá đất luôn mọi người. Cái ạc ở clip trước á, mở 1.000 hộp mà ra full luôn. Còn cái ạc này nãy giờ, má ơi là lâu luôn nha. Thêm một cây nữa nè, hình như là được mười mấy cây rồi đó mọi người. Ui cái tóc nha. Cái ạc này thì mình thấy khá là su. Không hiểu sao là chắc là game biết mình nhiều lá phong quá, cho nên là ra toàn là cái lồng không thôi. Với lại mình mở liên tục như thế này thì nó cũng xác suất nó cũng thấp lắm mọi người. Ước ra cây mà cũng ra cây đó, nhưng mà là cây đèn nha các bạn, cây cột đèn. Ồ game nghe mình nói chuyện các bạn ơi, vừa ra cây luôn, chỉ còn hơn 1.000 lá phong nữa thôi. Và tiếp nha mọi người. Yeah.
trời ơi, mở một lần một hơi vậy các bạn rất là mệt luôn rồi. Và còn lại là những cái lá thăm cuối cùng. Còn 30 lá thăm cuối cùng. Và thường là những lá thăm cuối cùng rất là may mắn. Trời ơi, gạch đá nữa mọi người ơi. Gạch quá trời gạch luôn rồi. Su cà na, ạc này khác là su. Và còn một lần bốc thăm cuối cùng cuốn cùi. Ấm ba la. Trời ơi, lại là cái lồng nuôi xanh ám ảnh thật sự. Và hồi nãy giờ mình không biết làm bao nhiêu cái cây rồi. Hình như nãy mình đếm là tầm 19 hết ta. Không biết mình có đếm sót hay không, nhưng bây giờ mình sẽ vô kiểm tra. Các bạn trời ơi, lo lắng quá. Phải đủ 20 cây, không thôi là bạn ấy phạt mình. Tại vì mình vừa phá hết 3.400 cái lá phong rồi. Đây, mình được 4 chiếc xe nha. 1, 2, 3, 4 nè. Với 340 hộp bốc thăm tương đương với 3.400 lá thì được 4 chiếc xe nha. Ặc này hơi bị xù xíu. 3 cái tóc nè. Trời ơi. Xù cà na thiệt chứ. Còn lại đồ thì gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 đôi giày. Và 5 cái mũ, 2 cái áo hả mọi người. What the hell. Bốc thăm tới 3.400 lá mà có 2 cái áo thôi. Keo quá keo. Này chắc là nhỏ Bách Hành thấy mình kiểu nhiều lá phong quá, cho nên là bốc tỷ lệ nó không có cao nè. Tiếp theo mình kiểm tra cái nội thất. Wow, trời ơi, các bạn thấy gì chưa? 20 cây rồi nhé. Rồi, vậy là mình không có bị phạt rồi nha bạn ơi. Nghe chưa, đủ luôn ơi. Không phải 19 hay 21 mà là đúng 20 cây theo yêu cầu luôn. Trời ơi, thằng may mắn đã cứu tôi rồi. Đủ 20 cây luôn, không tin được luôn á. Và đây là tổng tất cả những cái nội thất mà mình đã mở ra lúc nãy nè. Hơi quá trời quá đất luôn rồi. Mình mở 3.400 lá thăm là tầm 55 phút nha mọi người. Ta nói sắp mặt luôn á. Nhưng mà cuối cùng mình cũng đạt được theo đúng chỉ tiêu, theo yêu cầu mà bạn đã nhờ mình mở lá thăm rồi. Hi hi. Cuối cùng là không bị phạt nha. Và video tới đây là kết thúc rồi. Để cho cái tay mình nghỉ ngơi nữa các bạn ơi. Mở sắp mặt luôn mà. Cuối cùng thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nha. Bị YouTube mất tương tác quá mọi người ơi. Và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Bye bye.